Ok, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay tiếp tục cái series về game Dragonland. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đi truy tìm những viên đá quý để có thể làm cái nhiệm vụ là tiêu diệt con quái vật nha các bạn. Đó, bây giờ thì chúng ta bắt đầu thôi nào. Lượm được hàng rồi. Cha, trời ơi, rơi tự do kìa. Xuyên tường, quá tuyệt vời. Wow, cái gì đây? Cái gì đây? Ok, xem nào. Chúng ta đã hoàn thành xong cái nhiệm vụ. Ok, quýnh được mấy cái con quái rồi. Quá tuyệt vời. Mấy cái gai mấy em nữa nhảy lên bị nó đâm xuyên tường mất. Wow, một chiếc chìa khóa. HNT đã truy tìm được một chiếc chìa khóa rồi các bạn. Và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký và mở thông báo kênh HNT Channel để có thể nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha. Wow. Lướt. Ok. Đường nào đi ra? Đây rồi, HNT đã tìm được một viên game các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Đó. Và các bạn đừng quên cho mình một like để ủng hộ tinh thần nha mọi người. Ok, action, cuộc chiến đấu bắt đầu. Di chuyển, những pha di chuyển cực kỳ bá đạo của HNT Channel. Ở đây có hai cửa, mình phải đi hết hai cửa này để có thể tìm những cái viên game các bạn. Đây rồi. Ây cha. Xui vậy. Vô tình bị lọt luôn. Ok. Cố lên. Ơi. Sai quá. Không có gì là vội vàng cả, chúng ta cũng phải việc từ từ. Đó, action. Cuộc chiến bắt đầu. Mày hả bưởi. Đó, có đầy pin là chúng ta có thể chiến thoải mái các bạn. 3 giây nữa, 2 giây nữa hết pin rồi. Không sao, có thể sạc pin mà. Lên. Chúng ta cái độ nhảy của chúng ta bị yếu rồi, chúng ta phải nhảy lên đây trước, sau đó là mới nhảy qua bên kia. Cái gì vậy, mấy cái gai này nó đâm mình gọi là thốn máu quá các bạn ơi, quá nguy hiểm. Phải sử dụng cái này thôi chứ gà cái tuyệt chiêu kia nó không có tác dụng lắm. Nó chơi cái này là nó nhảy vừa cao hơn mà vừa xa hơn nữa. Quá tuyệt vời. Lụm. Wow. HNT lụm hết luôn. Đây rồi. Tại sao lại cho mình cái này chứ hả? Mình đang tìm những cái viên đá quý mà. Ok. Ở dưới đây chắc không có gì đâu. Một viên game. Rất là thú vị luôn. Xuyên tường. Di chuyển cực kỳ bá đạo. Chúng ta bị bỏ sót hai viên rồi. HNT chỉ lụm được một viên màu xanh. Chỉ được một viên thôi các bạn. Này có 3 viên rồi. Ok, không sao. Cửa này thì có 2 viên. Đó, qua màn là vui rồi. Và đá thì chúng ta có thể từ từ kiếm. Và các bạn đừng quên cho mình một like để ủng hộ mình nha. Bây giờ thì HNT bắt đầu cái nhiệm vụ của mình đây. Wow. Ôi, bớt giỡn. Chạy. Kìa. Ok. Món quà đầu tiên là gì? Máu à. Cái gì đây? Nguy hiểm này các bạn. Phải xử luôn 3 con này mới được. Một phát quá tuyệt vời. HNT vừa đẩy xong. Lên đường nào bé. Một bé nữa. Ok. Bây giờ thì cái con này nó leo lên không được, buộc phải đổi con. Đó, cái con này nó mới leo được nè. Quá tuyệt vời. Lụm sạch sẽ luôn mọi người ơi. Ơi cái gì vậy, sao mà bị chết ngắt vậy? Do HNT chơi dữ quá mà. Rồi bò lên luôn nè. Đó, thấy độ gọi là cái độ lầy ghê chưa. Và là cái độ lầy rất là bá đạo luôn. Wow. Món quà. Tại sao lại cho cái này, mình đang cần cái viên màu à. Mình thích cái viên màu vàng cơ. Cái viên màu xanh chứ.
đang tìm những cái viên đá quý màu xanh mà nó cứ cho mình toàn là game mình đâu có thiếu đâu các bạn. Đây, hãy xem HNT di chuyển đây. Wow. Ơi cái chết rồi, lộn con. Tưởng lấy cái con bay này, cái con này là mới đúng các bạn à. Đây, và chúng ta đang cần cái con này đây các bạn. À, cái con này là nó di chuyển rất là bá đạo luôn. Mình nghĩ là cho nó cái này cho nó tăng cái sức mạnh và cái độ lầy của chú ấy lên. Quay. Trời ơi. Cái gì vậy? Lọt đè rồi. Cứ từ từ. Đó, đi lượm nè. Quá tuyệt vời các bạn ơi. Ok. Lượm người là sạch sẽ luôn. Đu để đi được đi đủ 4 vòng luôn các bạn. Wow. Món quà của HNT là gì đây? Máu à? Sao lại cho mình máu vậy chứ hả? Ui. Lượm hết các bạn à. Chúng ta không được để sót bất kỳ cái đồng nào. Đó, một món quà nữa sẽ được mở ra. Wow, đây là thứ mình cần các bạn. Đó, một cái viên màu xanh mình đang tìm đó. Chi tìm đắm đuối luôn. Đây, hãy xem đây. Anh Đại xuất hiện. Quá tuyệt vời, hãy xem anh thể hiện bản lĩnh của mình đây. Ơi chết rồi, cái con này nó không có bò được các bạn ơi. Đây, xem cái con này nó mới bò được. Ok, và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái con này để đi qua bên kia các bạn à. Na, xem nào. Wow, quá nguy hiểm các bạn ơi. Những cái cây này nó chạy qua chạy lại quá nguy. Đó, chúng ta bây giờ cần phải sử dụng cái con này mới có thể leo lên được trên đây. Còn cái con thỏ kia là nó leo. Ơi, ở đây hình như có cái đường đi nè. Ơ, không nhảy lên đó được. Ây, sai lầm quá. Mình tưởng đâu cái lỗ này nó có chỗ để cho mình đi. Ai ngờ đâu là cái lỗ này để trước mấy cái chỗ nó lăn thôi, chứ nó không phải là cái đường đi các bạn ơi. Wow, có một cái thùng. Món quà nhỏ bé. Ủi liền. Ồ, đây là chiếc chìa khóa các bạn ơi. Ở đây không thấy đường làm sao mà đi. Đây rồi. Ở đây nó có một cánh cửa các bạn. Cánh cửa này nó có cái gì nhỉ? Đây, HNT sẽ sử dụng cái tuyệt chiêu để phá nó coi. Ơi, bậy quá. Thôi, cái đó là không có gì rồi, chúng ta đi thôi. Xem nào. Wow. Nguy hiểm quá các bạn ơi. Ơi. Trời ơi. Đúng là quá nguy hiểm. Tăng máu lên nè. Đó. Ôi chà. Ôi cha cha, cứ từ từ, chúng ta không có gì phải vội vàng cả. Đây rồi, cuối cùng thì món quà của HNT chỉ là tiền thôi à. Mình đang tìm những cái đồng, gọi là những cái đồng ở đâu? Những cái viên kim cương màu xanh mà nó cho mình toàn là mấy cái này không. Đây, HNT bò bá đạo luôn. Hết máu luôn mới ghê chứ. Gọi là mình chơi lầy luôn mà mình vẫn không lầy lại nó. Đây, hãy xem bản lĩnh của anh đây bé. Nó, bản lĩnh thật sự của anh là đây nè. Không sợ điều gì cả. Không sợ. Nó, các bạn thấy mình ghê chưa? Mình thấy mình còn sợ mình mà. Ồ, rớt xuống nham thạch không sao luôn, thấy ghê chưa? Lầy vậy luôn á. Bấy nhầy luôn. Ừ, các bạn ơi. Tiếp. Đó, lụm cái này. Mở cái này lên là rớt xuống nham thạch không sao luôn. Đây, món quà. Một viên nữa nào, quá tuyệt vời. Đã tìm được 2 viên rồi các bạn ơi. He he. Ok, về tới nhà luôn. Na, quá tuyệt vời các bạn. Nè, cái cửa số 2 này HNT tìm được 2 viên. Cửa này chỉ có 2 viên mà mình đã tìm được 2 viên là quá bá đạo, quá tuyệt vời. Thêm một cái chiếc chìa khóa nữa mới ghê đấy chứ. Nè, chúng ta còn mấy cửa nữa sẽ đến con quái vật, con trùm. Đây là con trùm. Ok, và các bạn xem video đừng quên bấm đăng ký và mở thông báo kênh HNT Channel để có thể nhận được những video mới nhất mỗi ngày nha. Và mọi người thích mình làm về cái game gì hay là muốn mình chơi cái trò gì thì đừng quên comment bên dưới video luôn. Mình sẽ tìm hiểu và làm cho mọi người xem. Đừng quên để lại một like và một chia sẻ video ủng hộ giúp mình nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.